Ionesco, 11 tuổi đã bị ép lên bìa Playboy, bị mẹ ruột lợi dụng, cuộc sống chẳng khác địa ngục. Iva Ionesco sinh ngày 18 tháng 7 năm 1965 tại Paris, là một diễn viên và người mẫu Pháp. Mẹ cô là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Irina Ionesco, nổi tiếng vào những năm 1990 với những bức ảnh nhạy cảm bà chụp, đặc biệt là những bức chụp con gái bà gây tranh cãi ghê gớm. Những bức ảnh này xuất hiện trong nhiều ấn phẩm, bao gồm cả tạp chí Playboy và Penthouse phiên bản châu Âu. Năm 2012, Eva đã đâm đơn kiện mẹ chụp ảnh nhạy cảm cô lúc nhỏ, Iva Ionesco, thông qua luật sư của cô là Jacqueline Georgia Bittau, cho rằng mẹ cô đã đánh cắp tuổi thơ khiến cô bị rối loạn cảm xúc. Mẹ tôi bắt đầu chụp ảnh tôi khi tôi mới 4 tuổi, dang rộng hai chân với hậu cảnh là một quả táo cắn dở trên tường. Tôi còn quá nhỏ nên hoàn toàn quên mất rằng mình đã chụp một bức ảnh như vậy. Hình ảnh này phải mất 15 năm để quên nó, Iva Ionesco chia sẻ. Luật sư Jacqueline Georgia Bittau cũng bức xúc lên tiếng, cho rằng những năm 1970 là thời kỳ của vấn nạn xâm hại trẻ em lan rộng. Làm thế nào một người phụ nữ có thể bắt đứa con gái 4 tuổi của mình dạng chân trước ống kính? Nếu nghệ thuật là chụp hình một đứa trẻ trong tư thế như vậy, tôi quả là người không hiểu gì về nghệ thuật. Đứa trẻ không bao giờ được coi như một đứa trẻ mà giống như một gái bán hoa trá hình. Eva thường xuyên sống ở nhà ông ngoại từ khi mới lọt lòng vì mẹ rất ít khi ở nhà, vì thế nên cô bé rất khao khát tình mẫu tử. Cô bé Eva Ionesco lúc đầu chưa biết gì, nghĩ rằng chỉ cần biết nghe theo lời mẹ thì mẹ sẽ vui. Để nhận được phần thưởng và lời khen ngợi của mẹ, Eva Ionesco đã chăm chỉ tạo dáng chiếc ống kính với những động tác lạ lẫm, bởi cô biết nếu làm không tốt, cô sẽ bị bỏ rơi một lần nữa. Eva muốn ở bên cạnh mẹ, dù không phải tư cách là con gái mà chỉ với tư cách là hình mẫu hoàn hảo của mẹ. Nhưng khi lớn lên, Eva dần hiểu ra những gì mẹ bắt mình làm. Cô cảm thấy xấu hổ, cố gắng chống cự nhưng mẹ cô luôn lấy tình cảm gia đình làm điều kiện để bắt buộc cô. Eva cũng dần thỏa hiệp và nói, con yêu mẹ với mẹ của mình. Tuy nhiên, tình yêu dành cho người mẹ này cuối cùng đã bị chính Irina Ionesco hủy hoại. Trước những đòi hỏi ngày càng thái quá của mẹ, Eva cuối cùng đã đưa mẹ ra tòa khi cô mới 12 tuổi. Eva đã 3 lần đệ đơn kiện lên tòa án tố cáo mẹ. Năm 1998, cảnh sát Pháp từng tịch thu hàng trăm bức ảnh tại nơi làm việc của bà Irina Ionesco, nơi mà Eva khi lên năm đã chụp hình trong trạng thái hoàn toàn không một mảnh vải. Sau khi những bức ảnh xuất hiện trên Playboy, Irina mất quyền nuôi dưỡng con gái. Eva được bố mẹ của nhà thiết kế nổi tiếng Christian Louboutin chăm sóc. Mặc dù Eva yêu cầu mẹ cô phải trả 200.000 euro, gần 5,5 tỷ đồng phí tổn, tòa án chỉ yêu cầu Irina Ionesco, 77 tuổi, trả cho con gái 10.000 euro tiền tổn hại và tiêu hủy các bức ảnh. Eva Ionesco khi trưởng thành đã tham gia nhiều phim, câu chuyện của cô đã được viết thành tự truyện và Eva làm đạo diễn cho bộ phim từ cuốn tự truyện ấy. Bộ phim có tên My Little Princess, công chúa nhỏ của tôi và đoạt được nhiều giải thưởng điện ảnh. Có vẻ như dù nhiều năm trôi qua, nhưng cái bóng mà mẹ để lại trên Eva vẫn không thể biến mất. Ngoài Eva Ionesco, có nhiều mẫu nhí bị gia đình ép làm người lớn quá sớm gây tranh cãi. Kristina Pimenova được mệnh danh là siêu mẫu trẻ nhất thế giới ở tuổi lên 8, thiên thần Nga xinh nhất thế giới bắt đầu sự nghiệp từ năm 3 tuổi, thích thể thao và đi du lịch. Mẫu nhí có hồ sơ khá ấn tượng khi quảng cáo cho các dòng thời trang trẻ em nổi tiếng, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue Bambini và hiếm khi trang điểm đậm. Thilene Lena Rose Blondel ẵm danh hiệu cô gái xinh nhất thế giới khi mới 10 tuổi. Cô trở thành người mẫu từ khi lên 5. Thilene nổi đình nổi đám khi xuất hiện trên Vogue Pháp vào năm 2011 bởi cô là người mẫu trẻ nhất từng xuất hiện tại tạp chí danh giá này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thilene còn quá nhỏ để chụp ảnh quyến rũ. Cô đầu quân cho IMG Model cùng công ty của chị em Gigi Bella Hadid, Kaia Gerber.